San Sebastian, một thành phố có hai tên gọi ư? Trước đó rất lâu, San Sebastian không được gọi là Donostia. Nguyên nhân là do dưới thời tướng Franco cầm quyền ở Tây Ban Nha, tiếng Basque bị cấm sử dụng suốt một thời gian dài. Kết thúc những năm tháng xung đột, tiếng Basque giờ là ngôn ngữ được sử dụng ở khắp cả khu vực tự trị của người Basque. Vắng vẻ rồi nhộn nhịp, trò chơi ú tim cứ thế tiếp diễn dọc theo Đại Tây Dương. Những dãy núi rồi những vách đá nối tiếp nhau cho tới gần Mutriku. Xung quanh chỉ toàn những bãi biển, những vũng nước, không còn xe cộ qua lại và thỏa thích lướt sóng. Chúng ta đã lại đến Biscay. Đây là nơi rất đặc trưng của vùng bán đảo San Juan de Guatelucas với nhà thờ ngoài biển. Để lên tới đường nhà thờ, chúng ta phải leo 231 bậc. Đây cũng là nơi trú chân tạm thời cho những người đánh cá xứ Basque bị đắm tàu và được cứu thoát. Ở đây chúng ta thấy những sớ tạ ơn trông rất lạ mắt, những maquette treo trên cao hay những chiếc chòng chóng. Người ta đang nghĩ là sẽ không còn tàu thuyền qua lại trên Đại Tây Dương khi mà một con quái vật bằng bê tông xuất hiện, một trung tâm hạt nhân nguyên tử. Được xây dựng đã 20 năm, song nó chưa bao giờ được hoạt động. Lý do là chính phủ Tây Ban Nha đã phải nhượng bộ trước sự phản đối quyết liệt từ phía những người chống nguyên tử. Chỉ còn lại cột tháp, những đường dây không bao giờ được kết nối. Người dân xứ Basque biết họ không thích điều gì. Và họ cũng biết rất rõ họ muốn điều gì. Chúng ta đi tiếp tới Bilbao. Đây là bảo tàng Guggenheim, được xây dựng trên nền một xưởng đóng tàu cũ. Bảo tàng này có hình dáng của một bông hoa, thiết kế bên ngoài theo hình những chiếc vẩy và được làm bằng titan trông như da cá. Viện bảo tàng này, tự thân nó đã là một tác phẩm nghệ thuật. Đẹp hơn cả mong đợi với nét độc đáo của trường phái siêu thực, công trình này là tiêu biểu cho nghệ thuật đương đại. Mỗi năm bảo tàng thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến từ khắp châu Âu. Chín giờ tối, màn đêm buông xuống trên vịnh Biscay. Ngoài biển, những ngư dân đi đánh cá, chuẩn bị cho một đêm thức trắng. Trên bờ, các con phố, các quán bar sẽ nhộn nhịp đến tận đêm khuya. Ở đó người ta nói đủ thứ chuyện về bóng đá, các cuộc đua xe đạp hay nhiều vấn đề xã hội khác. Mười hai giờ sau, một ngày tuyệt đẹp lại bắt đầu, và người đàn ông này đang quét sơn trên đỉnh ngọn hải đăng Santander. Những bờ biển Tây Ban Nha có vẻ đẹp phong phú đến không tin nổi. Sau khi dạo qua miền Nam, qua vùng Costa del Sol, Costa Blanca và một vài địa điểm thuộc Costa Brava, giờ đây chúng ta lại đến với bờ biển Cantabric, nhưng là ở phía gần với Ireland. Phía sau tu viện này là dãy núi Lopico de Europa chạy qua tỉnh Asturias, ngọn núi cao hơn 2.300 mét. Vào khi thời tiết đẹp và đi thuyền trên biển, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của khung cảnh nơi đây. Chúng ta đến với San Vicente de la Barquera và một ngôi làng cổ trong vùng. Còn đây là Lianes với cảng và đê chắn sóng trông hệt như những tác phẩm nghệ thuật. Với tất cả những vũng nước, những vách đá này, chúng ta như đang bị cuốn hút trước vẻ quyến rũ của bờ biển Asturias. Ở độ cao 70 mét so với mực nước biển, chúng ta hiểu vì sao bà mẹ này thấy sợ và la mắng lũ trẻ. Tiếng la mắng như tiếng sóng biển đang dội lại ở phía dưới. Đúng như vậy, tại dọc biển ào ào sóng Đại Tây Dương này phải nắm lấy tay nhau.
Không chỉ những đứa trẻ mới cảm thấy mình nhỏ bé trước không gian rộng lớn khi đứng từ mũi đất này hướng ra biển. Đó là ấn tượng đầu tiên khi đến Galicia. Khu vực này vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chưa có sự tác động của con người. Không cần tìm cách chào mời các hãng du lịch, bởi nơi này tự thân nó đã được biết đến như một địa danh du lịch độc nhất vô nhị. Như mũi Ortegan, điểm cực bắc của Galicia này chẳng hạn. Biển Galicia đã nhiều lần bị ô nhiễm. Nơi đây từng phải hứng chịu những đợt thủy triều đen do tràn dầu. Sau đó mọi việc cũng trở lại bình thường. Vào năm 2002, do chính phủ Tây Ban Nha chậm trễ trong quyết định và hành động, khiến hậu quả của sự cố một tàu chở dầu mắc cạn tại eo biển Galicia trở nên nghiêm trọng và dầu loang rộng cả vùng biển này. Không ai ở đây có thể quên được con tàu Prestige. Hàng chục km bờ biển bị ô nhiễm vì dầu loang, nhiều tiền của phải đổ ra để khắc phục tình hình, rồi nỗi lo phải chi phí quá tốn kém mà không cải thiện được tình hình. Nguồn mưu sinh của hàng nghìn ngư dân và những người thu lượm sò bị đe dọa. Ngày nay người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp, nhưng đó không gì hơn chỉ là những giải pháp tạm thời. Người ta nghĩ tới tất cả những tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ tìm cách vớt rồi làm sạch ven biển, nhưng rồi tất cả lại như cũ sau mỗi đợt thủy triều. Ở Manpika, những đợt thủy triều đen chấm dứt sau khi những con tàu chở dầu quay ra khơi, những người tình nguyện cũng kết thúc hoạt động của họ. Phải mất 3 năm sau, những ngư dân mới lại có thể quăng lưới đánh bắt cá trên biển và những bến cảng lại trở nên đông đúc. Nhịp sống rất đỗi bình thường trở lại trên cảng đánh bắt cá ở Galicia. Ở Agosa, cuộc sống cũng trở lại bình thường. Những người nuôi chai dùng những tấm gỗ bạch đàn, những tấm gỗ hình vuông lạ mắt được đặt trên mặt nước, và từ những tấm gỗ đó, người ta trăng vài sợi dây để bắt chai. Chỉ tính riêng ở Agosa đã có khoảng 4.000 tấm gỗ kiểu này được dùng để đánh bắt chai. Những tấm bè nằm im trên mặt nước giúp cho ngư dân ở đây đánh bắt được hàng nghìn tấn các loại động vật thân mềm. Tuy bị ảnh hưởng bởi sự cố loang dầu trong vụ tàu Prestige mắc cạn, Galicia vẫn đứng đầu châu Âu về sản lượng chai đánh bắt được. Vùng đất Galicia thật lạ kỳ.